Chào cô, mình chào các bạn. Hôm nay con xin kể câu chuyện Ai được buộc tặc bút thần. Ngày xưa có một chàng trai tốt bụng, chàng có tài vẽ đẹp. Bụt thấy vậy liền tặng cho anh một cây bút thần. Anh cầm bút vẽ hình gì, lập tức hình vẽ đó biến thành vật thực. Bụt dặn chỉ được dùng cây